Chào nhà ha, thì trở lại kênh của Tính Bonsai chú Nhạo Giả. Thì hôm nay mình giới thiệu cho mọi người cái bộ kích nụ mai vàng. Bộ kích nụ mai vàng gồm có một gói kích nụ ha, một gói dưỡng nụ ha. Thì trong cái hộp nó có bốn gói ha, hộp nào cũng vậy hết, có bốn gói. Hộp này thì có bốn gói nhỏ màu xanh này ha, còn hộp này có bốn gói màu bạc, tên là Thái Phong. Chống Thái Phong chấm 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 xe chấm chấm cơm á. Đó thì cô bác chị cứ vừa phun vừa tưới, tưới buổi sáng phun buổi chiều 7.000 lần ha. Tưới buổi sáng phun buổi chiều 7.000 lần, 35 gram 16 lít nước tưới buổi sáng ha. Còn mà 35 gram phun cho nhiều cây phun buổi chiều. Nè, pha thì 35 gram 16 lít nước tưới cho 4 cây dầu sáo là vô thùng này. Còn mà 35 gram pha với 16 lít nước vô cái thùng cái bình này ha. Để phun á là phun ướt đều mặt lá, hai mặt lá, phun ướt đều nhiều cây ha. Thì bây giờ tôi sẽ pha cái gói kích nụ trước. Gói nụ là gói này ha. Này hết rồi, nó là lấy cái này ra chín tay. Hết rồi, dục vô trong luôn, lát rửa luôn. Rồi tới cái gói kế tiếp, khui gói mới. Rồi. 40 gram là một cái muỗng này 50 ha, 40 gram nhỏ hơn, ít hơn chút nè. Rồi bây giờ chúng ta sẽ múc nước bỏ vô. Rồi xong phấy. Phấy ngon lành ha. Rồi bây giờ mình đi tưới thôi. Tưới buổi sáng phun buổi chiều nha cả nhà. Cái này cái gói của mình kích nụ dưỡng nụ là vừa phun vừa tưới nha. Bây giờ là xách cái thùng đi thôi. Ai da, ai da, nặng nha. Đây, cây này nè, tưới nè. Cây nào mà tàn sùm giống vậy thì kích nụ để ăn Tết ha. Tùy cây mà mình tưới nhiều tưới ít thôi. Cảm giác cả nhà, cảm giác nó đủ no, nó đủ nước. Chứ không phải là đè tưới cả đống. Đó thì bây giờ là kích nụ ha, tàn lá sum xê, kích nụ lên nụ liền ha, nụ kim nè. Của anh chị sẽ thấy nụ kim nó lên ha. Nói chung là cây là lên liền. Cây tàn nhỏ nhỏ thôi ha. Mini để bàn á. Bông khủng khiếp luôn á. Đây, mình tới bên đây ha. Nè coi nút nụ nè, nút nụ lên nè, rồi nó lên từ trong ra ngoài luôn nè. Cô bác chị thấy nút nụ nó lên khủng khiếp ha. Cây nào mà tàn sum xê cứ kích ha, kích tỉnh lên nè. Trời ơi cỏ à, có đặt lên luôn cả nhà. Đây. Đây coi ha, coi nè.
cái nhánh nào cũng có nụ đó nha. Đó. Này của ba chị thấy không? Nhánh nhỏ nhánh lớn đều có nụ nha, nè. Đó, ý là cây mai tơ nha, chứ không phải cây mai lão nha, mai lão bông dữ dằn đó. Cái này mới bứng tháng 3 nè, bây giờ tháng 8 là lên nụ luôn, bông luôn, bông chơi Tết luôn nè. Còn cái này nè. Cây này tưới thoải mái luôn. Này dưới đất. À coi cây dưới đất nè cả nhà. Bông mà từ trong ra ngoài, nó dắt từ trong ra ngoài luôn nè. Mới lên. Nè. Trời ơi coi kìa. Nụ nụ mà đu nó đeo. Đó. Cô bác chị xa thấy cái nụ nó đu đeo ha. Nụ kim không ha. Nụ mới nha, nhỏ nhỏ nhỏ, nhỏ lắm, tấm tấm ràng hà luôn nè. Trời ơi. Đặc tính cái cây luôn. Quá đã không cả nhà. Trời ơi coi kìa. Trời ơi. Đặc kính cây nha. Trời ơi coi kìa, chùm chùm nồi nồi luôn nè. Trời ơi, nó ra tới đầu cành luôn. Đó, cây mai dưới đất thì khỏi nói ha. Tôi kích cái vừa phun vừa tưới lại lên, nồi nồi liền. Tới cây nữa nè. Coi nè. Thôi thấy của anh chị thôi ha. Nút nụ từ trong ra ngoài. Đó. Thì bây giờ kích cho nó lên đi, bắt đầu mình tới nuôi nụ nó mới mập. Đơn giản không? Ở đây cái chậu mà chậu ba tấc nhiều lắm. Tàn sung sung là mình cho kích nụ ăn Tết hết. Chia tay hết. Ở nhà nhiều quá rồi. Đó cả nhà thấy không? Cây nhìn gọn gọn ha. Coi nút nụ nè. Nút nụ là đặt kẹo đây luôn nè. Nó lên trong đây luôn nè. Nhỏ 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 chứ nụ khỏi bàn luôn. Cắt cho nó tròn vo luôn nè. Cây bonsai mà đâu có cho đi được. Nè coi nụ nè. Cây bonsai mà đâu có thả được. Ghép mà. Cây mai ghép không có thả. Còn cây mai tàn thì cũng vậy nè. Cây mai tàn vậy ha. Cũng tàn tròn vo vậy. Nhưng mà nút nụ thấy rung luôn nè. Nút nụ là rung luôn á. Đó là mình phun mình tưới kích nụ là nó lên ha. Bây giờ nó nhỏ xíu thôi. Mà bây giờ là muốn mà nó nụ mà nó mập lên mình phải xài tới cái gói nuôi nụ nữa nha. Thì kích thì nó lên vậy thôi chứ muốn mập là phải nuôi cho nó mập lên. Chứ bây giờ là không nuôi nữa là nó đứng hằng hà tại nó nuôi không nổi, nó ra mình kích nhiều quá nó ra không có nổi, nó không mập, không mập được, không trổ nổi. Thôi xin dừng video tại đây ha, chúc cả nhà vui vẻ. Thì nói chung là cái bộ kích nụ dưỡng nụ là phân cả nhà chứ không phải gì khác đâu, không phải cái gì hết. Thôi xin chào.